Bà cho phép em ra ngoài có chút việc tí ạ. Việc nhà làm xong chưa? Mà ra ngoài có việc gì? Dạ, chả là thằng em ở dưới quê, nó gửi lên mấy thang thuốc nam để chữa thấp khớp. Em vù từ bến xe rồi em về ngay ạ. Phải không đấy? Hay là lấy cái gì của nhà tôi để tiếp tế về quê? Ê chết, bà nói thế phải tội em chết. Bà có thể khám đấy. À đây, bà có thể kiểm tra. Dạ thưa bà, có mấy chục nghìn để em đi xe ôm thì bà làm chứng cho em. Thôi được rồi, đi đi, tranh thủ về sớm đi phụ việc nhà với con dâu của tôi. Dạ, em cảm ơn bà. Hai bà ngồi chơi ạ, em đi ạ. Này, bà vợ ông Quang nghe chừng cũng có thể thích nữ trang đấy nhở? Ý gì là vợ nào ạ? Đương nhiên là vợ chính thức rồi. Đấy mới là người phụ nữ có quyền lực con ạ. Mà này, mày mà tán đổ được thằng Phong ấy, cũng đáng nể đấy. Tài sản được chia cũng không kém phần đâu con ạ. Mà này, để vào được gia đình nhà đấy cũng không phải là chuyện dễ đâu. Cháu đã nắm chắc quân bài trong tay rồi, dì không cần phải lo đâu ạ. Chị mà vợt được thằng con ngoài giá thú đấy á, dì mừng quá. Anh ấy là phó giám đốc đấy, dì đừng có coi thường người ta. Dì bảo này, mày phải nghe lời dì nhá. Đàn ông ấy, ai cũng thích phụ nữ đẹp. Mà mày đẹp như thế này, tại sao không biết tận dụng nhở? Nhưng dì bảo, phải nửa kín nửa hở như thế này này. Thôi à, cháu đang định là bước chân vào nhà đấy một cách đàng hoàng, nên không chơi mấy cái trò bẩn ấy được. Để xem, còn nhiều cửa ải lắm con ạ. Em giúp gì được cho chị ạ? Chị muốn xem cái nhẫn mà cô vừa rồi mới bán ấy. Vâng ạ. Dung, không hiểu là chiếc nhẫn của mẹ để đâu mà tìm mãi không thấy. Mẹ đã tìm kỹ trong phòng chưa ạ? Mẹ chỉ tháo ra khi nào mẹ đi tắm thôi. Chị Hến. Dạ. Lại đây. Bà gọi gì em ạ? Chị dọn phòng có thấy chiếc nhẫn của tôi không? Dạ không ạ. À, hôm trước bà đi spa hay là... Thôi được rồi, để chút nữa tôi gọi điện thoại qua đó. Vâng. À, từ sáng đến giờ con có gặp bà Mai vào phòng mẹ không? Không có chuyện đó đâu ạ, con có thể khẳng định mẹ ạ. Con mới biết bà Mai mà khẳng định cái gì? Gọi điện thoại xem bà ấy khi nào về. Lạ thật á, nhà này từ trước tới nay chưa bao giờ mất trộm, cho đến ngày bà Mai về đây. Nhưng nhà mình đợt này có phải mỗi bác Mai mới đến nhà đâu ạ. Chết, sao cô lại nỡ nói như vậy ạ? Cô đừng đổ oan cho tôi như vậy. Khó khăn lắm tôi mới xin được công việc ổn định, lương lại cao. Dạ đời nào em dại dột như thế thưa bà. Cháu có khẳng định là cô đâu ạ. Sao cô phải thanh minh như thế? Không, tôi... Thôi được rồi, bà Hến là do mẹ tìm. Mà ở bên trung tâm người ta cũng đảm bảo nhân thân của bà Hến. Mẹ không có muốn những chuyện này mập mờ. Con nghĩ hay mẹ cứ gọi điện hỏi thẳng bác Mai ấy ạ. Mà mẹ không hiểu nổi, sao lúc nào con cũng binh vực cho bà Mai thế? Ở địa vị của con, đúng ra con phải đứng về phía mẹ. Dạ, tại con chỉ nghĩ không muốn mọi người rơi vào tình huống khó xử thôi ạ. Vậy thì tốt nhất con gọi điện thoại cho bà Mai đi. Đi theo tôi. Dạ, đi đâu ạ? Vô phòng bà Mai. Để làm gì ạ? Để kiểm tra chứ làm gì. Ui. Tôi cho bà 10 phút thôi đấy. Nhanh,
Cháu chào bác ạ. Chị Lan, tiện thể tôi cắt mấy thang thuốc bổ biếu chị luôn. Chị câu nệ quá. Thôi vào phòng khách uống trà nhé. Vâng. Để con ra xem Mai ạ. Chị cũng phải uống thuốc cẩn thận đấy. Có gì không phải thì cứ nói ra, để Thông Phong về đây lại trách gia đình tôi không chu đáo. Ôi, không có chuyện đó đâu chị ơi. Cậu vào đây. Cháu chào bác, cháu chào cô ạ. Rượu đến đấy à cháu? Vâng ạ. Chân bác đỡ chưa? Bác đỡ nhiều rồi, may mà có cháu và mọi người đấy. Trong đây cháu đến chơi, cháu có ít quà cho biếu bác ạ. Ôi, cháu cẩn thận thế, bác cảm ơn nhá. Không có gì ạ. Mà cháu thấy đúng là trái đất tròn thật ý. Quanh đi quẩn lại thế nào mà tất cả mọi người lại là người quen của nhau. Mẹ ơi, Diệu là bạn học cũ của con đấy ạ. Cũng lâu lắm rồi bọn con mới gặp nhau. À, vâng, cái hôm mà gặp lại Dung thì cháu mới thấy hình như là Dung là người may mắn nhất lớp đấy ạ. Ai, nghĩ lại mình nhiều khi tự thấy tủi thân. Đấy, chồng thì cao to đẹp trai, con thì một trai một gái, chả thiếu gì. Nhà cửa thì cũng... Cái này hình của cô chú chụp với nhau tình cảm quá ạ. Cháu nghe Dung kể với cô nhiều lắm rồi cơ. Mà hôm đấy mới được gặp, sao hôm nay gặp lại hình như là cô cứ mỗi ngày một trẻ hơn thì phải. Cô ngồi đi. Cảm ơn cậu. Cũng chẳng có trẻ trung gì đâu. Chẳng qua là tôi biết dành thời gian để chăm sóc bản thân của mình. Mình là bộ mặt của chồng con, bộ mặt của công ty, đâu có thể nào mà xòe xòa như ai được. Chị Lan này, tôi đang định nhắm con bé này cho thằng Phong đấy. Chị thấy có được không? Dạ thế nhưng mà anh Phong anh vẫn còn chê cháu lắm ạ. Tôi quen nó ở trại dưỡng lão, sau đó rồi mới giới thiệu cho Phong đấy. À, Diệu cũng là đối tác làm ăn với công ty nhà mình đấy mẹ ạ. Diệu và anh Phong có duyên trong công việc lắm ạ. Thế ra hai đứa quen nhau từ trước mà giấu bác à? À không ạ, lúc mà cháu biết bác là mẹ của anh Phong cháu cũng bất ngờ mà. À, là thế à? Đúng là có duyên thật ấy. Hãy subscribe.